Kính chào với thánh ông Monte. Tôi rất tiếc tôi không có đến thờ phượng cùng với thánh sáng hôm nay vì tôi đang bệnh. Cho nên sáng hôm nay tôi gửi cái video này đến, nhất là trong dịp lễ sinh nhật bà Trần Bích Hồng. Tôi rất tiếc bà Hồng là tôi không có mặt ở đó để vui mừng cùng với bà. Nhưng mà tôi rất mừng là nhìn thấy bà là một tấm gương sáng trong hội thánh của chúng ta. 91 tuổi bà vẫn trung tín theo Chúa. Tôi đã thấy rất nhiều người biết Chúa và cũng bỏ Chúa và không đến Chúa trọn đời, trọn cuộc đời của mình. Bà tới năm nay bà vẫn đi nhà thờ. Tuy rằng nắng hay mưa, bà vẫn tiếp tục bước chân đến ngôi thánh đường. Bà đã giúp nhỡ nhiều lần trong trường Sa Bát, kiểm duyệt bài học trường Sa Bát, giúp đỡ ý kiến cho tôi trong khi mà tôi còn non nớt bước chân ra hầu việc Chúa. Cảm tạ bà. Và tôi cũng cũng chúc là bà sống còn thêm nhiều năm nữa để quay quần cùng với các con, các cháu chích và chắc. Và quan trọng hơn nữa là cùng với hội thánh ông Monte ở đây. Cảm tạ Chúa điều đó. Và bà đã để cho ông bà chị em ở đây, con cái của Chúa, nhất là những mầm non, thấy được tấm gương là bà vẫn tiếp tục trung tín với Chúa. Sáng hôm nay tôi xin tặng cho bà một câu kinh thánh được ghi chép trong kinh thánh khi mà sứ đồ Phao-lô đã nhắc nhở Timôthê ở trong 2 Timôthê đoạn 4 câu 7 và câu 8. Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta. Chúa là quan án công bình, sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó. Không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến cùng Ngài. Tôi thấy đó chính xác theo câu kinh thánh này, là bà chạy gần sông rộng đường giật giải mão triều thiên. Và mong rằng tất cả con cái của Chúa trong hội thánh ông Monte cũng sẽ noi gương theo và chạy trọn cuộc đời của mình. Cầu Chúa ban phước cho cụ bà Trần Bích Hồng trong sinh nhật này, và cũng ban cầu Chúa ban phước cho hội thánh ông Monte trong ngày Sa-bát này.